Nhìn cái thứ tròn tròn trắng trắng đáng yêu này có phải món cắn một cái không? Theo logic trong các câu chuyện đã từng nghe thì những thứ đáng yêu, xinh đẹp thường gặp nguy hiểm. Chưa kể đây là sa mạc có vô vàn mối đe dọa rình rập. Cái thứ như cục bông gòn này thì phải làm sao đây? Chú chuột đất Bilby đang tìm kiếm thức ăn, bỗng nó nghe thấy tiếng cục bông này đang kêu từ phía sau. Bilby tiến lại gần ra hiệu im lặng, không ngờ cục bông này lại tỏ ý muốn đi theo mình. Nó nghĩ bản thân mình còn chưa nuôi nổi, sao có thể nuôi một em bé chứ? Nhẹ nhàng lùi lại tính chuột đi. Một con rắn đang tiến dần tới, Bilby không nghĩ nhiều, phi nhanh tới cắp cục bông đi. Sau khi chạy trốn khỏi rắn, Bilby đặt nó trên tảng đá cao rồi nghĩ thầm, lần này chắc chắn phải lượn đi thật. Ngoái đầu lại lần thứ hai thì không ngờ đám bọ cạp đang chuẩn bị tấn công cục bông kia. Lúc này quả mà cậu ta vừa vất vả kiếm được lại bị bọn tha đi mất. Cậu ta phân vân, ok, lương tâm cậu ta đã chiến thắng. Rồi cậu ta tìm cách khác. Trên cây có yêu tinh nhện, dưới nước có cá ăn thịt, rồi là nhím, cá sấu, đà điểu, cá mập, đá lở, kangaroo, chị ong nâu, trái rừng. Sau khi thử nghiệm và trải qua 81 kiếp nạn. Bilby đem cục bông tới vách núi và quyết định sẽ chăm sóc nó. Chúng phát hiện và lợi dụng sức gió để chơi trò chơi mạo hiểm ở bên vách núi. Đang chơi đùa vui vẻ thì bỗng có một con đại bàng ở đâu bay tới cắp cục bông đi mất. Cậu ta giật mình ngơ ngác ngỡ ngàng và tức giận. Cậu lùi ra phía sau lấy hết can đảm và rồi nhảy xuống, nhắm trúng thân con chim và hụi cho nó mấy cái. Con chim đau quá vội buông cục bông ra. Bilby giật mình không nghĩ nhiều liền nhảy xuống ôm lấy cục bông đang không biết gì về mối nguy hiểm này. Ánh mắt Bilby bỗng trở nên buồn bã, cậu dùng sức ném cục bông trở về vách núi. Còn mình thì từ từ rơi xuống. Cục bông này còn tưởng đây chỉ là một trò chơi. Một sinh mạng bé nhỏ đã được cứu bởi một sinh mạng bé nhỏ khác. Và câu chuyện này thì có một cái kết đẹp. Bilby được gió thổi ngược trở lại và chúng đoàn tụ cho mừng rỡ. Nhiều năm sau thì cục bông ngày nào này đã lớn, trở thành một chú chim hải âu. Còn chú Bilby tuy đã già nhưng bên cạnh lúc nào cũng đầy ắp những quả mọng. Là ai đem đến thì chắc hẳn chúng ta đều biết.